tụi con hùng phước cho thầy Trúc Phương lên núi thi giải, cúng dường cho quý thầy 17 thùng dầu ăn, thùng lít, 9 thùng nước tương, 1 thùng 24 chai, cho quý thầy lên núi thi giải hùng phước. Cảm ơn cô Lệ Linh, cô Mận, cô Út My, cô Quanh Quyển, cô Tám. Cảm ơn bà Lê Thị Kiệt, đường 103, đường Hàng Hải Quyên, phường 2, quận 11. Cảm ơn anh Trường Thành, mai ngày 21 Tây. Thật cảm ơn.